Vâng, xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vuzi Auto. Ở đâu xe rẻ xe tốt ở đó có Vuzi Auto. Và hôm nay một chiếc Hyundai Mela mới được nhập về cửa hàng, biển số 18A018137. Vâng, chiếc xe rất đẹp, xịn sò, phân khúc hạng A này, rất là đẹp luôn, đang có mặt tại em. Và với cái giá thì cực kỳ đẹp luôn. Những ai yêu thích cái dòng sedan cỡ nhỏ mà ít tiền thì đây là một cơ hội cho quý vị các bạn. Một chiếc xe mua để đi lại dịp Tết, ấm cúng, và với mùa đông hôm nay thì cũng khá là lạnh giá. Mọi người thì đi ngoài đường rất là lạnh, rét. Và nhưng nếu mà mình sắm một chiếc xe như thế này với cái số tiền bỏ ra không quá là đắt, chỉ 150 triệu đồng thôi. Nó ngang với 52 triệu đồng, nó ngang với một chiếc SH bản cao. Thế nhưng mà được cái là về chất của xe thì khá là ngon. Toàn bộ gầm bệ, khung gầm, tất cả đều rất là chắc chắn. Máy số thì ngọt ngào, côn số ngon. Và chiếc xe thì đi cực kỳ ấm cúng luôn nhé các bác nhé. Đi cả gia đình luôn. Không phải như những chiếc SH thì mình phải mặc áo mưa, rồi đồ thì đội nồi cơm điện. Thế nhưng ở đây thì mình có một chiếc xe 5 chỗ ngồi rộng rãi, thoáng đãng. Và đặc biệt đây là một chiếc xe nhập khẩu. Một chiếc xe nhập khẩu được chủ nhân sử dụng rất giữ gìn. Và đi được 5 bánh theo order là được 17 vạn. Sơn si thì rất là đẹp rồi, không có cần gì phải nghĩ ngợi luôn. Lốp láp thì dày dặn, vành la răng đúc của xe rất là nét luôn. Và với cái giá tiền thì vô cùng mềm, chỉ 152 triệu đồng, hàng hiếm kiếm đâu ra bây giờ. Vâng, với một chiếc xe sử dụng máy xăng 1.4, hộp số sàn 5 cấp, thì đây là một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu. Với cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe rơi vào chỉ khoảng 6 lít đến 7 lít trên 100 cây thôi. Và đặc biệt là khung gầm bệ của xe vẫn còn rất chắc chắn, số má ngọt ngào lên việc xe thì các bác mua về thì không cần phải nghĩ ngợi gì luôn. Và nói chung là dòng này thì nó rất là lì và chầy cối luôn đấy các bác nhé. Thế nên là mua thì quá là tuyệt vời, giá thì vô cùng yêu thương. Một chiếc Hyundai Venue, máy móc thì chạy đầm chất, đèn đóm thì tương đối cũ theo thời gian, sơn si thì cũng khá là đẹp. Nhưng mà được cái đây các bác nhìn bầu đèn này, bầu đèn thì cũng tương đối theo thời gian rồi. Đấy. Thời tiết bây giờ thì cũng khá là tối, thế nên là các bác cũng lựa chọn những chiếc xe thì em cũng phải đưa ngay cho các bác. Vâng, chứ gần như là bên em thì đợt này là xe về đến đâu hết sạch bay đến đấy, vì mật độ tiêu thụ xe cũng khá là cao. Và đặc biệt là cái mức độ của các bác đi xem xe rồi muốn nhu cầu mua những chiếc xe giá rẻ, bỏ ra không hơn có 100 triệu một chút thôi, thế nhưng mà đã mua được xe 4 bánh, đi sướng hơn là xe 2 bánh nhiều và chở được đông người. Đấy, lốp láp thì vẫn còn tương đối khá là dày, cua lốp sạch sẽ. Sơn si thì đồng đều luôn các bác nhá. Gương kính thì chỉnh cơ thôi. Cái dòng này gương kính chỉnh cơ. Đây là một chiếc xe, nói chung là về chất của xe thì khá là chắc chắc luôn. Các bác có thể đến kiểm tra và kiểm nghiệm về xe. Nội thất của xe thì tương đối khá là sáng. Nội thất ghế da trần bọc 3D, sáng láng sạch sẽ luôn. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Và được chủ cũ thì làm thêm một tấm thảm nỉ Fortune ở đây rồi, giữ gìn rất là cẩn thận. Đặc biệt là xe thì đã được gắn màn hình camera, cái DVD, đầu đĩa DVD kết hợp camera lùi. Tappi, tappiếc thì sạch sẽ. Vâng, keo chỉ mút nguật luôn. Cam kết cho các bác là xe là không có đâm đụng tai nạn nặng này, không ngập nước này. Máy số thì chạy cực kỳ êm chất. Và đặc biệt là chiếc xe này thì là nói chung là lâu nay thì là gia đình sử dụng rồi, nên là cũng rất là yên tâm. Đấy, máy số thì được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Đấy. Và các bác có thể nhìn này, gương kính chỉnh cơ đây. Đấy, cái này thì nó cũng đã cũ theo thời gian, kính điện hoạt động hoàn toàn bình thường đấy các bác nhá. Đây em bật điện đóm lên. Đấy. Điện đóm hoạt động hoàn toàn bình thường. Các chức năng của xe thì vẫn hoạt động hoàn toàn ok. Và thực tế với cái giá tiền thì 152 triệu đồng thì bây giờ với cái mặt bằng chung thì mua Moling thì cũng phải chỉ mua được cái đời 2011-12. Thế nhưng mà bù lại thì xe nó chật, nó không thể được như chiếc xe này. Và đặc biệt là những cái dòng sedan mà tiết kiệm nhiên liệu, khỏe khoắn, bền bỉ thì cũng khá là hiếm luôn. Đấy, các bác nhìn nội thất ghế da của xe vẫn còn rất là đẹp luôn này. Em quay tuy là thời tiết tối một chút nhưng mà được cái là về chất xe thì ngon. Vâng, tại Vũ Duy Auto thì các bác đều biết rồi. Chất xe đấy các bác nhìn ạ. Vâng, về chất xe thì các bác không cần phải nghĩ ngợi luôn, bên em có sao tả vậy. Đấy, về độ chất của xe đấy. Cái này thì hai gương, hai cửa trước nhá thì là gương kính chỉnh điện, còn đằng sau thì là quay tay. Tay quay thì rất là nhẹ nhàng đấy, tay quay rất là nhẹ nhàng luôn. Cửa chốt trước các thứ hoàn toàn ok,
tapi sạch sẽ đấy. Và đây các bác nhìn này, keo chỉ này, nó theo thời gian nhưng mà vẫn còn ngon đấy. Nói chung về độ chất của xe thì cũng không có gì cần phải bàn luận nhiều. Và với cái tầm tiền 152 triệu đồng thì cũng là một chiếc xe khá là mượt luôn các bác ạ. Vâng đấy. Và đây các bác nhìn này, lốp láp này dày dặn luôn. Lốp con này thì sử dụng lốp đi lên Tết. Và có thể là bác nhìn là vành la răng rất là đẹp, lên cả 4 vành rồi nha các bác nhá. Và con này thì hai bánh trước là phanh đĩa, hai bánh sau phanh tang trống. Đấy, một chiếc xe có cả túi khí người lái người ngồi. Đèn đằng sau thì các bác có nhìn đèn hậu của xe này, bóng sáng sạch sẽ luôn. Đèn hậu rất là đẹp. Đấy, cốp cáp thì cân đối. Logo Hyundai nổi bật và thiếu mỗi chữ Verna thôi. Thế còn đâu là cản sau này, các bác nhìn này, cản sau sơn rất là đều luôn này. Đấy. Sơn cản sau đều. Cốp cáp thì mở rất là nhẹ nhàng luôn. Và có thể là mở bằng chìa đây nhá, hoặc là ta lên trên này, ta mở bằng ghế trên này. Đấy. Đấy, mở này. Rất là nhẹ nhàng. Cốp cáp thì tuy trông ngắn bên ngoài nhưng mà bên trong thì rất là rộng luôn. Đấy các bác nhìn này. Đấy. Không gian bên trong rất là rộng rãi. Đấy. Và đấy các bác nhìn này, đồ nghề các cái của xe thì vẫn còn nguyên. Lốp sơ cua đẹp. Đấy. Khá là chất chắc luôn. Sàn thì đã được lót sàn 3D rồi các bác nhá. Nên là cũng không cần phải nghĩ ngợi luôn. Thế còn các cái phần sườn đinh hàn này. Và sườn này. Keo chỉ sườn này. Đấy, mướt mượt luôn. Đấy, keo chỉ rất là mướt. Đấy, đều. Cốp đằng sau. Đấy. Một chiếc xe rất là nét luôn. Và với cái giá tiền thì chỉ có 152 triệu đồng thôi. Đấy, các bác nhìn này. Cửa nèo thì chắc chắn. Đóng mở rất là êm các bác nghe nhé. Đấy, tiếng hít của đóng cửa rồi các bác biết chất của xe rồi. Thế còn kính chỉnh tay quay thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Kính lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, các bác. Tầm này thì lượng khách của em gọi rất là đông. Các bác ấy hẹn liên tục. Thế nên là đâm ra là đang quay cho các bác thì cũng bác nào biết tầm của em rồi. Cứ tầm này là các bác hạn chế gọi. Còn đâu thích sau cái tầm... em cũng mong muốn thế nhưng mà xe vừa về thôi nên là cũng phải quay ngay cho các bác. Thế còn riêng về chất xe thì những cái xe này nó về thì về đến đâu là em quay ngay đến đấy để cho các bác đánh giá luôn. Đấy, tapi tap nước keo chỉ này, mượt mượt luôn. Đấy, keo chỉ nói chung là cũng đã cũ theo thời gian rồi, các bác cũng không thể đòi hỏi được hơn một chiếc xe đã hơn 12 năm. Thế nhưng mà về độ chất của xe thì vẫn còn nguyên. Đây các bác nhìn nội thất ghế da của xe này vẫn còn rất là sạch sẽ luôn. Đấy, ghế da sạch sẽ. Đấy, không gian rộng rãi cho cả người lái người ngồi đằng sau. Trần da 3D. Vô lăng thì có túi khí và tay vô lăng thì cũng khá là mới. Đấy, còi tương đối khá là to, tay vô lăng thì có tích hợp thôi. Nhưng mà cái đèn đóm thì nó khá là sáng luôn đấy các bác. Và bây giờ thì ta sẽ đi vào trong khoang lái. Đầu tiên cảm nhận của em là ghế của khoang rất là rộng, êm, chắc. Đấy, và đây là màn hình hiển thị nha các bác nhá. Đấy. Con này thì đồng hồ hiển thị cho thấy rằng là chiếc xe đi được 17 vạn 8 rồi, gọi là 18 vạn đi. Cái này thì theo cái đánh giá về các cái nội thất bên trong thì cũng gọi là tương đối. Cái phím tích hợp và đặc biệt là con này trợ lái dầu của nó lái rất là êm và nhẹ luôn. Riêng dòng này, thế còn túi khí của người lái còn nguyên đấy các bác nhá. Xe thì không có lỗi lầm gì cả. Tí nữa em sẽ bật khởi động động cơ lên. Không gian bên trong thì táp lô thì khá là sạch sẽ. Màn hình hiển thị DVD kết hợp với camera lùi của chiếc xe. Con này thì sử dụng cần số là cần số móc các bác nhá. Cần số con 5 cấp số và cấp số lùi. Khi mà các bác lùi thì các bác nhớ là móc cái này lên. Sau đó thì các bác gạt sang đây và lên. Thì đây là camera lùi đi theo xe. Đấy, camera lùi đây. Rõ ràng luôn. Đầu đĩa DVD thì nhạc nhẽo đầy đủ luôn các bác nhá. Nhạc nhẽo đầy đủ luôn. Đấy, nhạc nhẽo đầy đủ, cắm USB rồi. Thế nên là các bác yên tâm. Thế còn điều hòa thì mát, cam kết cho các bác là mát lạnh luôn. Vâng, và mùa đông thì khá là ấm.
Thế còn nội thất bên trong thì các bác có thể nhìn là nội thất cũng khá là rộng rãi luôn này. Đấy, nội thất rộng rãi, thoáng đãng luôn, sạch sẽ. Vâng, và thôi thì bây giờ ta sẽ đi kiểm tra. À, gạt mưa này. Đấy, nước đôi phun phè phè nhé các bác nhá. Gạt nước các thứ đầy đủ luôn, không thiếu cái gì. Đấy, đèn đóm ban đêm này, các bác nhìn kỹ nhá. Đấy, đèn đây, sáng láng luôn, pha phước các thứ đầy đủ. Nói chung là tầm này nó cũng hơi tối rồi, trời nó không tối hẳn, thế nhưng mà được cái là độ chất chắc của xe thì vẫn còn ngon nguyên, các chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, thế là bây giờ ta sẽ đi đẩy nổ động cơ nhé các bác nhá. Khởi động động cơ này, đấy, máy số lên luôn, và đấy, cùi tua xuống còn có 700 vòng phút rồi các bác ạ. Vâng, vòng tua rất là thấp luôn. Con này sử dụng máy xăng 1.4, hộp số sàn 5 cấp nên là nó rất là khỏe luôn nhá các bác nhá. Đấy, em tắt xi nhan đi các. Đấy, máy số thì cực kỳ mượt luôn. Và đấy, xe về cái mà vừa nãy quay thì sáng rồi, mà bây giờ đã tối om om này rồi. Thời tiết mùa đông cũng khá là nhanh. Thế nên là những bác nào mà yêu thích cái dòng xe này thì cũng mời các bác đến cửa hàng xem xe và cảm nhận. Vâng, đầu tiên là khoang động cơ thì thưa quý vị các bạn, đây chính là khoang động cơ của chiếc xe, trái tim của chiếc xe. Chiếc xe sử dụng động cơ Hyundai Alpha thế hệ Alpha đời 2008 luôn. Máy thì chạy cam kép đều C16 van, máy cũng khá là tròn tiếng, không có rung bật, và đặc biệt tiếng máy rất là nhỏ luôn các bác nhé. Để các bác nghe tiếng máy, máy chạy rất là êm mượt và nhỏ luôn, khô, máy số thì khô, và cam kết cho các bác là không có đâm đụng nhá các bác nhìn này, không đâm đụng một chút nào luôn. Đấy, máy số thì cực kỳ khô. Những cái phần này thì em quay rất là kỹ cho các bác rồi nên các bác yên tâm. Đấy, khung gầm bệ sườn này, ắc quy thì cũng hơi cũ theo thời gian 2019, ắc quy cũng khá là mượt, thế là được cái là vẫn nổ nước các thứ hoàn toàn bình thường. Các cái phần sườn ốp các bác nhìn kỹ này. Đấy, tầm này em quay flash nên là các bác yên tâm. Đấy, rất rõ ràng và sáng láng luôn, đèn đóm đầy đủ. Đấy, gân sườn cam kết cho các bác là không có đâm đụng, không ngập nước, máy số thì vẫn còn mượt. Và nếu ai hỏi là máy số zin hay không thì em bảo là máy số không zin, thế nhưng mà máy số rất là ngon luôn. Vâng, và với cái giá chỉ có 152 triệu đồng thì bây giờ các bác kiếm đâu ra được một chiếc xe đẹp như thế này đâu. Vâng, rất là hiếm luôn. Đấy, cốp cáp cứ dày dặn, keo chỉ mượt. Đấy, à, các bác ơi, nói thật là với cái tầm tiền này các bác khó kiếm ra được con thứ hai như thế này. Vâng, cũng khá là chất. Đấy, tem nhãn thì vẫn còn ngon luôn, và đầy sơn zin gốc của xe nhé các bác nhé. Đấy, máy 1.4 các bác nhìn này. Đấy, thông số rõ ràng luôn. Đấy, và máy số thì đây, em mở hơi thừa cho các bác nhé, cam kết cho các bác là không có một chút hơi thừa nào luôn, máy số cực mượt. Đây các bác nhìn nhá, lỗ đều lỗ dầu, em cho tay đây các bác nhìn, sạch sẽ luôn, không có một chút dầu mỡ nào nhá, máy số chạy cực mượt, êm chất. À đấy, với cái cỗ máy đẹp như thế này, không đến xem xe thì còn xem cái gì nữa. Vâng, máy rất là sạch sẽ, đẹp đẽ, gầm bệ khô ráo, không có dầu mỡ gì cả. Đó, nhìn này. Đấy, khô luôn này. Tuy nhiên là cũng theo 5 tháng rồi thì cũng không thể bảo là chiếc xe phải đẹp như là tranh vẽ, thế nhưng mà được cái là độ chất chắc của xe thì vẫn còn ngon nguyên. Đấy, cốp cáp đóng dày dặn luôn. Và đấy các bác nhìn này, trời đã tối hẳn rồi này. Đây là quay bằng camera thì nó còn như thế này, chứ các bác đứng ra ngoài gần như là cái người đứng ở đằng xa kia là không nhìn thấy gì luôn. Đấy, em nhìn camera thì còn rõ. Thế còn gầm bệ của xe thì tương đối khá là chất. Gầm bệ đây. Đấy, với cái tầm tiền chỉ có 152 triệu đồng thôi, thế nhưng mà sở hữu một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. À, máy số cực ngon. Và đây các bác nhìn này, nước lôi đầy đủ luôn nhé. Đây chính là nước từ động cơ. Cái này nó thể hiện là động cơ hoạt động hoàn toàn bình thường và ok. Đấy, đây các bác nhìn. Đấy, gầm bệ rất là sạch luôn, gầm khung gầm sạch sẽ. Và tí thì ta sẽ đi chiếc xe này về cửa hàng. Đây các bác nhìn nhé. Đấy, rất là sạch luôn, gầm bệ sạch sẽ, form dáng xe cũng tương đối khá là đẹp. Đấy, thời tiết đã tối om om hẳn rồi. Đấy, và em thì đang quay chiếc xe này. Thế bác nào mà thích xem chi tiết nào thì em sẽ gửi ảnh cho các bác luôn. Một chiếc xe biển số Nam Định 18A08137. Vâng, một chiếc Hyundai Venue rất là đẹp luôn, đang có mặt tại Vũ Duy Auto vừa về chiều hôm nay. Đấy, bây giờ thì em sẽ cùng quý vị các bạn đi chiếc xe này. Đấy, quý vị các bạn có thể nhìn này.
rất là tối luôn. Về cửa hàng. Vâng, để mà xem cảm nhận. Đèn đóm này. Đấy, rất là sáng luôn nhá, pha này. Đấy, sáng láng rõ ràng. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng lái chiếc xe này về cửa hàng để cùng đi. À, em cũng xin phép quý vị các bạn là con này thì nó số má của nó là xe số, thế nên là nếu mà đi nó hơi bị dặn dặt tí các bác thông cảm. Vì đây nói chung là do chân ga thôi, nhưng mà cũng khá là mượt, xe số má các thứ là lên rất là mượt luôn nhá, nhẹ nhàng, không gian thì khá là rộng, ngồi rất là thoải mái luôn các bác. Thời tiết bên trời ban đêm đấy các bác nhìn này, đèn đóm sáng láng luôn, một chiếc xe đi rất là êm luôn, côn số ngọt nhẹ nhàng rõ ràng luôn, mật độ giao thông tầm tối tối đêm đêm này thì nó khá là đông. Con này lái của nó rất là nhẹ nhá các bác nhá, lái rất là nhẹ nhàng luôn, em cứ bị tà tà khổ, đường nó đông, xe cộ đông, à lắm nó cũng không dám đi nhanh. Đấy, đây cơ hội của mình rồi. Con này máy 1.4 nhưng mà cũng khá là bốc. Đấy các bạn, đấy, lái rất bốc luôn, đã chưa lên số, đấy, lên số, số má rất là nhẹ nhàng ngọt ngào luôn, đấy, không lỗi lầm. À, các chức năng thì hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Và mới giá rất là rẻ thôi, chỉ có 152 triệu đồng thôi. Một chiếc xe vừa nhập về cửa hàng của em Busi Auto thôi. Đấy, Hyundai Verna 2008. Lăn bánh lần đầu năm 2009. Một chiếc xe đẹp và được chủ cũ sử dụng rất là giữ gìn, cẩn thận. Sơn xi đều, nội ngoại thất thì cũng khá là ok. Gầm bệ chất chắc, máy thì êm khít và không có hơi thừa, cam kết cho là không đâm đụng ngập nước. Đấy, chạy cực mượt. Và cái giá thì chỉ có 152 triệu đồng. Những ai mà yêu thích cái dòng xe Hyundai Verna nhập khẩu này thì đây là một cơ hội cho quý vị các bạn luôn. Và em Vũ Duy Auto cũng cảm ơn quý vị các bạn cũng đã đồng hành theo dõi, chia sẻ giúp Vũ Duy Auto. Đấy, em lại về cửa hàng đây rồi. Đấy, một chiếc xe tuyệt vời. Và cái giá thì vô cùng yêu, chỉ có 152 triệu đồng thôi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn chọn cho mình được chiếc xe ưng ý và chiếc xe yêu thích.